Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu của kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay ở một cái địa điểm rất quen thuộc là ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì cũng cô chú thấy cũng biết là nhà em Nhàn. Thì con có ghé lại thì em Nhàn hôm nay về một cái lô cây rất là đẹp ha cô chú, để giao lưu cùng quý cô chú anh chị, rất mong được sự yêu mến và ủng hộ của tất cả quý cô chú anh chị. Thì con mời cô chú cùng gặp lại em Nhàn. Rồi, dạ. Chào nhà nghe. Nhà vườn Hoa Kiển Thanh Nhàn xin chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay là shop cũng tiếp tục lên để giao lưu với cô chú anh chị một số cây bonsai như là sâm trái, rồi trang vàng, trang đỏ. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem, ủng hộ kênh cũng như ủng hộ shop trong thời gian qua. Thì rồi, hôm nay mời cô chú anh chị xem chi tiết cái clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi, hôm nay đầu tiên sẽ giới thiệu đến cô chú những tác phẩm sâm trái ha. Sâm trái em ha. Mấy cây này định hình hết rồi. Sâm trái có chỉnh sữa ha. Có chỉnh sữa sẵn đó. Mấy cây này về cô chú anh chị mình nuôi thêm cho nó dày tàn lên là chơi được cô chú anh chị ơi. Đây nè cô chú, có chỉnh sữa mình chơi liền được ha. Nhiều cái dáng, nhiều cái dáng thế rất là đẹp. Dáng bay cũng rất là đẹp nha. Mã số 1 rồi xin đo hoành thông số chi tiết cho cô chú anh chị đây. Tại vị trí này nó là 15 nha cô chú anh chị. Rồi 15. Đây, hoành đây 15 cm nha. Sâm trái ha, cái này mới ra trái đặt cây trên cái nó nhìn rất là đã cô chú. Rồi cái cũ này là 29 cm. Nhìn rất là phê. Rồi mình đo cái chiều cao tổng từ mặt bầu lên là 30 cm. Rồi 30 bầu lên đọt. Cành bài tổng của nó là 38 nha cô chú anh chị. Rồi 38. Đây. Để quái em ha. Dạ, để quái cũ nó gói trong đây đẹp nha. Thằng nó cũng bay lắc cũng đẹp. Đấy. Rồi mã số 1. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. 1.400.000 ha. Dạ. Vậy mình thay cái chậu cái nữa là mình chơi được vô cô cái chú. Vô cái chậu gốm là chơi rất là đẹp. Đây. Shop mình cũng có chậu gốm nhưng mà con cái mình sợ đóng gói đi thì vận chuyển nó không an toàn. Nó mình để chậu nhựa mình vận chuyển cho cô chú anh chị về thay chậu gốm cho nó đẹp. Cô chú mà có thích chậu thì Nhàn có chậu luôn nha cô chú. Có chậu phù hợp với cái cây này luôn. Rồi, thì mình cứ liên hệ trực tiếp cái mình muốn vô chậu hay gì đó hoàn chỉnh rồi gửi cho mình cũng được luôn ha em. Yeah. Rồi cây số 1 nha cô chú. 4 ha cô chú. Cây số 1. 1.400.000. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em Nhàn, số điện thoại quen thuộc con để trên màn hình ha. Rồi xin phép đổi cây nha cô chú anh chị. Và yêu mến cây kiển thì mình nhớ nhấn đăng ký giúp con. Rồi, nhấn luôn cái chuông để nhận được cái thông báo mới nhất. Cây mã số 2 thì đây mình lấy một cái cây này là cây đổ treo cô chú anh chị mình đổ xem. Treo mà thứ mà phôi mình quay lát cũng có mình đó sẽ em có lên phôi đó. Dạ, mình có. Rồi, lên phôi mình giao lưu với cô chú anh chị luôn. Đổ treo ra cô chú. Rồi khi mình sửa ra thì cái form nó vậy nè cô chú. Cây này cũng định hình được nước rồi. Cây này mình vô dây mình điểm thêm được rồi đó cô chú anh chị ơi. Chưa có thời gian. Vô dây điểm là nó ra cũng. Rồi bây giờ mình xin đo, xin phép đo hoành nha cô chú anh chị. Xin phép đo hoành tại cái vị trí này nha, dưới cành 1 này đây, nó là 16 cm. Rồi 16 em. Rồi em. Mình đo cái thân chính luôn cho cô chú anh chị tham khảo luôn nha. Đây cô chú anh chị. Rồi, mình rồi hoành thân chính chỗ này nó là hơn 9 cm. Cái thân chính đây ha. Dạ, thân chính đây. Rồi cái củ luôn, đo cái củ đế này 27 cm. Chiều cao là 26 cm nha cô chú anh chị. Cao là 26 ha. Rồi. Dạ. Phun tàn như vậy là 45. Rồi. Phun tàn từ 45. cái cốt mọc này tới cái rồi chót đổ rồi, là 45 cm. Rồi em dừng đây cho anh cái nữa ha. Rồi, đây nè cô chú ha. Đổ treo vậy nè cô chú ha. Đó. Rồi. Rồi, cốt chi rồi quay sắp đi sẵn nha cô chú anh chị nha. Thì cái cây mà phôi mình bán nó về cô chú cũng nuôi ra làm giống gì nè cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cái này là giá nhiêu đây em ơi? Cây này mã số 2, cây này giao lưu là 1.500.000 nha cô chú anh chị. 1.500.000 ha. Dạ. Sâm trái nha cô chú. Sâm trái, cây này điểm thêm nữa, bắt đầu bấm cái nữa nó ra dày nữa cô chú anh chị. Vô cái chậu ống nhỏ nhỏ em ha. Dạ. Đó, rồi. Chậu ống nhỏ nhỏ cao. Xin cao. Xin phép đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi, tiếp theo là cây mã số 3. Cũng sâm trái nha. Sâm trái cũng ha. Ấm à. Cây này cũng điểm thêm dây nữa được rồi đó cô đế chú anh chị. Lùng đó, mấy cây sâm trái này cái thân cái đế nó rất là quái cô chú. Cây này mỗi cây mỗi dáng khác nhau đó. Như hoành mình đo được tại vị trí này nó cũng là 15 nha cô chú anh chị. 15 đó, cô rồi. Chú anh chị mình nhìn kỹ giùm nha, cái thân lên trên thì nó nhỏ lại nha cô rồi. Chú anh chị mình đo sát ở dưới cái cổ rễ cũng khá là ấm tàn hay cô chú. Cụ đế này nó là 28. Rồi 28. Chiều cao nó là 21. Rồi đó. Để nơm 21. Phun tàn ngang nó là 30 cô chú anh chị ơi. Rồi.
bồ đề đây. Cô chú anh chị mình về nuôi chơi là mình điểm dây đây tới Tết là có một cái cây mình để bàn mình ngắm là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Cây này vừa chơi vừa nuôi được rồi nè. Có mình định hình sẵn. Dạ lá là ra trái em ha. Dạ. Đó. Rồi giá luôn em ơi cây này. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000 mã số 3. 100.000 mã số 3 ha cô chú. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Mỗi cây nó mỗi dáng ha cô chú anh chị. Rồi, hôm nay thì bài đổ rồi trực lắc nữa. Em nhàn giới thiệu 5 cây đầu tiên là 5 cây có sữa bẻ sữa ha cô chú, dạ. Sau đó tới phôi ha cô chú. Đó. Cây này thì phơm trực lắc ha cô chú anh chị ơi. Thân cũng lắc, cành gớt xuống nó cũng điệu đà ha. Mấy cây này cô chú, cái dây này nó cũng dễ sửa lắm ha. Nhánh này nó cũng mềm mấy em ha. Nhánh mềm. Mới định hình lại cho nó chuẩn chỗ hết vị trí. Mã số 4 thì này hoành đo được tại vị trí này nó cũng 15 nha cô chú anh chị. Rồi. Cả cái nồi đế này nó được là 35. Rồi chiều cao tổng nó là 30 nha cô chú anh chị. Full tán ngang của nó 32 thì một rồi, cây này mình cũng lắc em ha. Trực lắc định hình sẵn nha cô chú anh chị ơi. Giờ mình nuôi mình điểm thêm cắt giật nữa là ok cô chú anh chị ơi. Cái này bonsai để bàn không tốn nhiều công sức đâu cô chú. Không có nặng nề gì bao nhiêu. Cây này thì cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. 200k ha. Đóng thùng gửi tới nơi cho cô chú anh chị. Không có tốn thêm cái phí ship phát sinh nào hết. Rồi, mấy thằng này thì cái phí ship nó hơi nặng hơn cây phôi cô chú anh chị ơi. Tại vì mình phải vô thùng mốt, đi nó cồng kềnh, mình giữ tay cành lại hết ha. Dạ, bảo vệ cái cây. Rồi mã số 5 nha cô chú anh chị ơi. Cũng rất là quái cô chú. Phơm dáng bay em ạ. Phơm dáng bay. Phơm dáng bay này đầy tạng cho em. Đầy mặt sau nó đầy hết rồi. Cây thì sung khỏe xanh mướt nha cô chú. Cây này điểm thêm, nó là đặc rồi đó cô chú anh chị ơi. Rồi. Đang nuôi trong cái bầu ôm để mình nuôi cho khỏe. Rồi hoành cũng 15 luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây lá thì cô chú thấy đo cái củ đế này. Củ đế này là 32. Chiều cao tổng của nó là 22 nha cô chú anh chị. Full tán ngang nó là 30. Rồi. Cốt cành nó cũng có sẵn hết. Cây nào cũng có đế cho ha. Cây nào cũng có đế, quái luôn. Quái mình điểm thêm nữa là đặc sệt luôn cô chú anh chị ơi, nuôi cái đỉnh nữa là ok. Ép cái lá nó nhỏ xíu luôn ha, cái bắt đầu nó ra trái chùm chùm nha cô chú. Xăm trái thì cô chú biết rồi, trái rồi, nó chùm số 5. Chùm cái này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 1.400k ha. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Đó. Dòng này thì nhàn cũng có số lượng nha cô chú. Nếu mà mình chơi nhiều nhiều cây á, thì mình cứ gọi cho nhàn để nhàn lựa cho mình một số dáng ha. Đây, xin phép mình xuống cây nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi tiếp theo là mình lên cái phôi xăm trái luôn cô chú anh chị ơi. Bây giờ tới phôi em ha. Dạ. Đó cái phôi nó ra. Phôi đây. Đây phôi đổ vậy đó ha. Dạ. Đổ quái. Rồi cây này là mã số 6. Phôi cái đổ quái cũng trồng cái ống nơm trồng ống ha. Dạ. Rễ ống. Phôi đổ quái rễ ống nha cô chú. Rồi mình xin đo hoành nha cô chú anh chị. Rồi cây này hoành nó là 13 cm nha. Tại vị trí này nha cô chú anh chị. Đổ xuống là 22. Rồi. Cây này nó cành đỉnh có, cành hồi có ha. Đó, y ghen như cái phôi đó. Kia vậy đó ha. Cốt chi cũng có sẵn đó. Cô chú anh chị mình về cứ nuôi rồi. Này mình về mình khui cái bầu đất nha cô chú anh chị. Sẵn đây mình hướng dẫn cho cô chú anh chị luôn. Mình cứ để nguyên cái ống này, đừng có khui cái ống. Khui bầu đất, gỡ bầu đất dưới bỏ. Mình cắt mấy đầu rễ cho ngọt lại. Mình trộn chấu cát sơ dừa rồi đó. Rồi. Mình dâm ủ nó. Khi mà nó vừa bật mầm, nứt mầm lú lú ra cô chú anh chị. Mình cho ra nắng chiều nha cô chú anh chị. Đừng ra nắng sáng nha. Ra nắng chiều xong rồi cái mình sáng ngày sau mình chịu khó mình phun sương cho nó, đừng cho nắng héo lá thì vài ngày là nó quen nắng nó sẽ phát triển luôn. Chứ cô chú anh chị mình mà để trong nhà nó ra tược dài quá, ra nắng nó xỉu, nó không có an toàn bằng ra nắng sớm. Rồi. Sớm cho nó quen nắng luôn. Rồi phôi này thì giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000. 400k. Dạ, 400k đã bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Ship luôn ha cô chú. Đổ treo quái ha. Đổ cũng rất là đẹp. Rồi để, xin đổi cây cô chú anh chồng ống. Rồi. Cái ống đó là nguyên cái đế luôn đó em ha. Dạ. Cái còn cái bầu đất là phía dưới. Dạ. Đó. Rồi mình nuôi cho nó bít ống luôn đi cô chú ơi, rồi bắt đầu mình hả tháo ống ra cũng được. Rồi mã số 7 nha cô chú. Số 7 nha. Đây. Cây này thì cái dáng nó cũng quái quái ha. Dáng quái. Cây này nó cũng hơi khó đo hoành, mình đo cho tham khảo nha cô chú anh chị mình trước ngay cái cũ này cái đi.
Ngay cây cũ này nó được là 13 nha. Nó không chịu xuống luôn mà nó ngóc lên ha. Dạ. Cái này nó bị chả dây thì mình chơi dáng quái quái luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi hoành ngay cái này là 8. Rồi 8. Nó ngóc lên nó bay ra lại cô chú. Này là bay dài nó là 24. Rồi 24. Rồi cây mã số 7 này thì giao lưu cô chú anh chị mình là 300k thôi. 300k thôi. Nếu cô chú anh chị mình mà mua cây không biết cách xử lý phôi đó thì có thể liên hệ với shop mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho cô chú anh chị nha. Rồi. Nó cũng rất là mạnh rồi cô chú anh chị, mới bứng về có 3-4 hôm nó bật mầm trên rồi nè, nứt mầm rồi. Rồi. Nứt mầm rất là nhiều trên này nha cô chú. Dạ, cây rất là mạnh. Rất khỏe luôn á. Giao lưu cô chú anh chị mình phôi này 300k, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 7. Giá rất là yêu thương luôn ha. Dạ. Rồi số 8. Rồi cây này thì cũng chơi dán đổ được cô chú anh chị. Để giờ thôi còn trồng như thế nào thì về mình trồng theo ý mình nha cô chú. Đổ sau đó thì mình trồng theo ý mình ha. Đó. Rồi mã số 8. Nó toàn bộ là đế ống không à. Cây này hoành em nó là 11 cô chú anh chị ạ. Hoành 11. Đổ này là 25. Cái co nó rất là duyên dáng, cây mini cái co gì nó mới đẹp cô chú anh chị ơi. Cái này mình còn chơi mình lấy cặp mà... cô chú. Dạ. Lấy cặp về cái mình để hai cây ha. Một cặp. Cây mini mà cái co nó lơi quá thì nó không đẹp. Rồi. Cây này giao lưu là 350.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thân rất là đẹp nha cô chú. Cây này duyên dáng nha. Thân rất là đẹp. Nói chung là cốt chi nó có sẵn luôn. Rồi. 350 thôi em ha. Dạ. Bao ship rất dễ chơi cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, mã này là mã số 9 nha cô chú anh chị. Số 9 ha. Cây này cũng có thể chơi bài đổ được hết. Rồi. Đây. Hoành nó là 10. Đó, cái dòng này thì cô chú anh chị mình muốn lấy số lượng shop cũng có cung cấp luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xăm trái ha cô chú. Mã số 9. Cây này giao lưu cũng 350.000, bao ship toàn quốc nha. Cũng 350 ha. Dạ, cành bay này là được 25 luôn. Cây mầm rất là mạnh hết rồi cô chú anh chị. 350.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi tiếp theo là cây mã số 10, cũng chơi dáng bay đổ luôn cô chú anh chị. Rồi bay đổ lắc lượng. Đây. Hoành nó là 12. Cái 12. Co rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Bài là 26. Cái cây này đế nó cũng nơm đẹp nè. Mình đế nhìn cây đế đây. Đây đầu đợt. Đây. Đổ ha. Trồng cho nó bít ống luôn ha. Cái này cái cây này gần như là bít ống luôn. Dạ, đế nó bít ống luôn nè. Đế nó đều đẹp nè. Cây này đế đạt. Đầy đặn ha. Dạ. Rồi cây này giá luôn. Giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Dạ, mã số 10. Rồi xin đổi cây luôn. Đó cô chú thì mình sẽ làm ra giống những cây này nha cô chú mà dán đổ ha. Đó. Ồ cây này là thằng quái nè. Cây này cây quái nè cô vừa chú. Đổ mà vừa bật lên luôn. Cây này nó ngóc hẳn lên luôn hả? Ngóc ngược lại luôn cô chú. Dạ. Ngược lại luôn. Nó tạo thành một cái co nè, rất là độc đáo chữ U luôn. Co cây này hoành là 12. Rồi. Rồi bây giờ chiều cao từ cái mặt này lên là 16. Rồi, cái cây này là không biết kiểu dáng gì luôn, kiểu dáng quái của chú ha. Nó đổ cái này một cái chữ U là đổ mà nó ngóc trở lên. Rồi cái đế cũng thấy quái lắm của chú. Cái đế thì hồi cái... giống như là hồi quyền ha anh, giống như kêu sách giả nó kêu hồi quyền ha. Rồi. cây quyền mà hồi lên ha. Cái này là cái bộ đế đế ống đế nó cũng là một cái gì đó rất là tò mò ha cô chú. Sau này mình khui cái này ra ha, cái mình thấy cái bộ đế nhìn khác, đảm bảo là cây này mình nói chung mấy cây này mình làm cái dáng nó cũng quái quái, mình lạp chi ra nhìn nó cũng quái quái. Giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 400.000 là 11 cho một cái chữ U đây. Rồi đổi cây ha. 11 12. Tiếp theo là 12. Rồi, 12 này thì đổ bye bye ra lơi lơi ha. Đó. Cô chú là không thích mà quắn quéo quá thì cái này cũng được nè cô chú ha. Cây này là hoành là 10 nha cô chú anh chị. Rồi, nó ít có vặn vẹo ha. Đây. Bài là 25. Mỗi người thích mỗi kiểu cô chú ơi. Thì nhiều dáng để mình lựa chọn. Đó. Rồi giá luôn em ơi. Cái này giao lưu là 350.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Dán cũng gắn lắc lượng rất là duyên dáng cô chú anh chị. Cây mình thì chỉ
xài phân hữu cơ nha cô chú anh chị, không có xài phân hóa học nha. Thì dạ, cây mình bứng nó an tâm, còn cây hóa học bứng nó dễ bị xỉu lắm. Rồi mã số này là 13. 13. Đây. 13 thân nó cũng cốt nó to cô chú. Đúng rồi, 13. 13. Này cốt to. Cây này hoành cũng khó đo. Cái đế ống này thì trong đây mình đo gì mình kể 12 đi. Rồi xích lên trên này đo cái nữa là 9. Rồi 9. Đổ xuống là 22. Rồi. Cây dáng cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi giá luôn em ơi. 350.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Số 13 hả cô chú? 13. Rồi xin đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi 14. Cái này dáng bài cô chú anh chị. Cái dáng bài cũng quái. Dáng bài. Mình để chồng nằm ngang luôn đi cô chú ơi. Quanh là 10. Cành bài ra là 20 nha cô chú anh chị ơi. À, dán hoành luôn, để thẳng luôn cô chú ơi, khỏi nghiêng khỏi đổ gì cũng được ha. Dạ. Mà nghiêng đổ chút xíu cũng không sao. Tùy thích cô chú anh chị mình chơi. Còn cái đó thì rất là quái ha, nó nhô lên luôn em ha. Rồi cây này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 300.000, 300k thôi. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 300k hả cô chú. Rồi, đổi luôn em ơi. 14. Rồi, cây này mã số 15. 15. 15 này thì lắc lượng đều nè. Lắc lượng đẹp của chú anh chị à. Đế nó cũng muốn đặt trong cái ống luôn à. Hoành là 10. Hoành 10. Chiều đổ nó là 26. Rồi. Cũng đổ lắc lượng rất là đẹp của chú anh chị à. Rồi giao lưu với cô chú anh chị mình là 350.000. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 350.000 ha. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi hết cái này mình xin lên là trang đỏ nha cô chú anh chị ơi. Rồi trang đỏ tiếp theo ha. Dạ. Rồi cây này là mã số đỏ. Là 16. Trang đỏ lùng lực cô chú ơi. Trang đỏ lùng lực. Như cái bóp măng vậy đó. Cây này thì cốt cành về cô chú anh chị mình lọc trì thích cô chú anh chị. Như quá xá cốt như cành. Như cái bóp măng vậy cô chú. Đây. Cây này là cây nào cũng có cái củ đế nở hết nha cô chú anh chị. Một cốt tàn đa. Đó, hoành tổng ngay đây là 21 nha cô chú anh chị. Rồi 21. Củ đế đặt này là 30. Đế thì bao đế cho cô chú luôn. Cao là 15cm ha. Bao đế bao sóng luôn ha. Đó, dạ. Bao ship. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000. 700k. Mã 16. 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, tiếp theo là mã 17. 17. Rồi. Cây này vậy luôn. Cốt chi nó cũng quá trời luôn. Về cô chú anh chị lọc tùy thích luôn. Quanh là 19 nha cô chú rồi, anh chị. Rồi vị trí này là 19 ha. Cao 12. Rồi. Cái này rồi. Thì chắc rẻ hơn cây vừa rồi ha. Cây này giao lưu là 600.000. 600k. Ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mấy cây này cũng dễ chơi ha. Rồi. Đây là cành 1 đây, 2 mình lợp ra, buông tàn ra là chơi cô chú anh chị. Rồi, đổi luôn em ạ. Tiếp theo là mã 18, cũng 18. Một cây lùng lực luôn. Lùng lực luôn. Đế quá xá đế luôn cô chú. Đây, để chảy đều hết trơn nè. Đây này cốt cành cũng khéo hơn cô chú anh chị ơi. Rất lùng luôn. Y ghê như cái cây hổm con quay mà cây thành phẩm đó cô chú. Lùng. Quanh là 19cm. Vậy nè. Chiều cao nó là 11. Rồi 11. Cốt cành khéo quá luôn, đầy đặn trơn cô chú anh chị ơi. Rồi giá luôn xin em ơi. Giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000 bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Trang thì mình đừng có về để vậy hả cô chú, mình vũ sạch đất hết luôn cứ hả cô vũ chú. Sạch đất rút đế rồi vô trồng cô chú anh chị. Rồi, mình trồng. Rồi, cây này cũng rất là đẹp luôn. Rồi. Cây này là cây mã số là 19. 19 ha. Cây bonsai đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Để đầy hết trơn hả cô chú. Dáng trực lắc. Trực lắc. Củ chà bá luôn, hoành nó là 21cm cô chú anh chị. Rồi, hoành 21. Củ đế này là kể 38 đi. Rồi. Cao là 10cm. Cốt cành chỉnh hết trơn ha. Cành 1, cành 2, cành phong. Có cành này cô chú anh chị mình thích, mình để không thích mình cắt bỏ. Mình chờ ơi cô chú anh chị mình vô mình lấy cái cành lắp mặt hay gì đó. Thì thích cô chú anh chị. Hồi này xin giao lưu là 750.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã 19. 750 ha. Dạ. Yeah.
Rồi, đổi rồi mà anh luôn. Tàn nào của đó cô chú anh chị ơi. Cây đẹp thì cái giá nó cũng hơi đẹp. Cô chú xem tham khảo vui vẻ và yêu thích thì ủng hộ cho em nhà hết cô chú. Mã 20 cô chú anh chị. Rồi, em nhà thì cũng thường xuyên trên kênh lên clip hàng tuần để phục vụ quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cây này thì hoành đo tổng nó được là 17 19. Rồi, 19 nha. Đo tổng cành hết luôn cô chú anh chị. Cao là 14 cm. Mã 20. Mấy chàng đỏ này nó sung lắm nha cô chú. Giao lưu là 550.000 nha cô chú anh chị. 550. 550.000 bao phí ship. Đế cũng rất là đẹp. Này mình nữa mình nuôi mình mồi đế xuống, mình cộng rễ nó to nó dương lên nên mình cắt bỏ bớt. Nên cô chú anh chị mình mồi đế xuống nha. Rồi, mã 20 em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn. 550. Dạ. Tiếp theo mã 21 cô chú anh chị. 21 ha. Trang đỏ lá nhỏ ha. Cây này cũng cái củ nó tròn đẹp luôn. Này mình là nhà ở phố cô chú, mình chơi mình không chiếm nhiều diện tích đâu ha. Hoành này là 17 nha cô chú anh chị. Thoải mái. Cao là 13. Rồi. Ra cái form cây củ nó là 30 nha cô chú anh chị. Này là mã 21. 21. Giao lưu với cô chú anh chị mình 550.000 luôn. Cây này đế nó cắm xuống không rồi chú ơi. Nó cắm xuống không à. Chứ không có dư ra, không có bài ra. Đế cắm 21 550.000. 550. Rồi. Rồi. 22. Tiếp theo là mã 22 cô chú anh chị ơi, cũng rồi. Là trang đỏ lá nhỏ đó. Cái form này cũng rất là đẹp. Đây, một cục vậy nè cô chú. Hoành nó cũng là 17 cô chú anh chị ơi. Rồi, hoành 17. Cao 12. Cũng đế khá đẹp nha. Đế nó cũng bấu đều xuống hết. Này cô chú anh chị mình về sổ đế ra. 550.000 bao phí ship toàn quốc nha. Rất là dễ thương ha chú. Dạ. Rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ dễ thương. Đây. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi mã 23 này là trang vàng cô chú anh chị ạ. Tới trang vàng em hả? Dạ, trang vàng lá nhỏ. Cũng một cốt ha cô chú, cốt to ha. Trang vàng thì nó xù xì vậy nè cô chú. Hoành nó là 20 cô chú anh chị ạ. Xù xì. Đen. Cao 15 cm, cây già nứt da me luôn. Cây này cũng bao sống nha cô chú anh chị mình nha. 23, giá luôn. Giao 600.000, giao lưu 600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã là 23. Rồi, đổi cho mình luôn. 23. Rồi, tiếp theo là mã 24. 24 này form trực lắc nha cô chú anh chị. Lắc ha. Đó. Này cũng mới về luôn em ạ. Dạ, mới về, mới khui bầu vừa xong rồi lên clip luôn. Cái này rồi, cái này hoành nó là 20. 20. Cao nó là 16. Giao lưu cô chú anh chị mình cũng 600k luôn, bao phí ship toàn quốc. Nó form trực lắc chuẩn luôn nha cô chú anh chị. Cái này ra cây dễ chơi em ha. Yeah. Mau chơi luôn. Đây. Rồi, mã 24. Rồi, mã 25 cũng vậy luôn. Luôn. Quá trời cái bộ đế. Đế này cũng bệt luôn cô chú anh chị. Cái bộ đế này ha. Nó một bệt luôn. Lùng lực nghe đây là 20 nè cô chú anh chị ơi. Trực lắc nhưng mà cây này lùng lực cô chú. Rồi mình đo xuống cái củ bệt này luôn là 41. Rồi. Rồi, cây này thì giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000 bao phí ship toàn quốc. Trực lắc, cây này nó liền lạc không thẹo luôn. Không có thẹo gì trơn em ha. Không thẹo dít gì hết. 700.000 bao ship, nó mặt này đế bệt rất là đẹp. Rồi, 700. 750 ha. 700k. Rồi, cây này là cây thoát thân. Mã 26 thoát thân nha, cô chú anh chị mình thích chơi tông cao thành phóng. 26. Nếu mà muốn lấy cái này cũng được mà muốn bỏ cũng được luôn. Bỏ cũng được, cắt rút ngắn vô. Cô chú anh chị mình tùy thích mình cắt trừ hao cô chú anh chị. Không thôi mình để cái tàn phóng. Hoành là 22. Còn là mình chơi nguyên cái chòm tạng trên này nó đóng cũng khá đều cô chú. Cao là 25. Cái này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000. 650.000 ha. Bao phí ship toàn quốc. Đế thì dách chữ A ha. Dách chữ A. Cây bên mình là dách rất là nhiều, rất là ok. Cái cám cái mền rất là nhiều. 26, 650.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 650 thôi cô chú ơi. Bao sống bao ship luôn. 27 cũng form tông cao cao này, cốt cành cũng đều.
cao tàn đa dách chữ A luôn. Cây này sạch sẽ cây của chú. Hoành nở đây cũng là 22 nha cô chú anh chị ơi. Sạch sẽ gọn gàng. Đế nở. Đế nở là 40. Đó. Còn rễ cám mà cô chú thấy nè. Tua tổ. Cây mã số 27 cô chú anh chị ơi. Rồi. Cốt cành này. Cao 18 cm. Giao lưu cũng 650.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Cây này sạch sẽ dễ thương cô chú. Mã 27. 27. Rồi. Đỡ luôn em ơi. 28. Mã 28 nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng tàn đa luôn cô chú, nhưng mà cái này thốt thân thấp ha. Hoành là 20. Cái này nhàn cũng cắt vậy thôi, về mình lượt lại nha cô chú. Cao là 22. Vậy cắt theo ý mình. Rồi đế là 40. Rồi, mỗi người có mỗi cái gu khác nhau. Cây này xin giao lưu là 600.000 nha cô chú anh chị. 600.000. Đây. 600k. Cành vàng lá nhỏ nha cô chú. Đó, cốt cành cũng đều ha. Chú anh chị mình muốn cắt thấp xuống cũng được. Rồi. Rồi đổi luôn em ơi. 29. Tiếp theo. Đó. Cốt cành cũng đẹp luôn cô chú. Mấy cái chàng vàng thì đa số là dách chữ A không ha. Dạ. Đây. Hoành là 23 cm. 23. 29 này nha cô chú anh chị. Cao là 18. Nồi đế là 40 cô chú anh chị. Mã 29 này giao lưu là 700.000, bao phí ship toàn quốc nè, cốt cành cũng khéo ha, sao cũng có cành phong đầy đủ ha. Cái này cây nó cũng có cốt cành, nó có định hướng chơi sẵn ha cô chú anh chị. Mã 29. Rồi xin đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi 30. Rồi. Là cây cuối ha em ơi. Cây cuối của clip này luôn. Cây cuối này cũng quá đẹp luôn cô chú ơi. Đế cộng nặng lấy to to mà nó cắm xuống không mà cô chú. Cốt cành nó cũng chỉnh đó nè. Cây này đúng cốt cái bonsai một, luôn. Cốt 2 cành phong phía sau có luôn nè. Đế cắm xuống không ạ? Cái cũ thì nó nở chèo bè. Hoành này là 24 cm. Rồi 24 cm. Đây cô chú thấy không? Cộng rễ nè, to to. Cao là 18 cm. Củ đế này mình kể 35 nha. Đó. Cốt cành rất là khéo. Rồi mã số 30 ha. Mình xin giao lưu là 800.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi em này là chọi nhất trong bầy luôn ha. Dạ. Cây cuối là cây đẹp luôn. Rồi, cũng là cây cuối lép em ha. Dạ rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ shop nha. Mời cô chú anh chị thì đăng ký ủng hộ kênh luôn nha cô chú anh chị. Xin chào nha cô chú anh chị. Rồi, anh cũng chào nhà ha. Dạ. Rất mong được sự yêu mến và ủng hộ của tất cả quý cô chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho con ha cô chú. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.